Chào tất cả mọi người. Ở video trước mình đã hướng dẫn cách kết nối thiết bị vào với phần mềm chấm công Bio tháng 8 thành công rồi. Hôm nay tiếp tục sẽ là video hướng dẫn các bạn cắt thêm nhân viên, đăng ký nhân viên mới ha. Chúng ta truy cập vào phần mềm Bio tháng 8 và để thêm nhân viên mới chúng ta vào module đầu tiên, đó là module Personnel này. Và Employee, tiếp tục là Employee ha. Thì để thêm nhân viên mới chúng ta vào mục Add này. Các trường thông tin bắt buộc phải nhập cho mỗi nhân viên, đó là ID nhân viên, phòng ban, khu vực. Ở đây thì mình sẽ tiến hành nhập thông tin của mình luôn ha, để mọi người tiện tham khảo. Mình sẽ nhập tên của mình vào phòng ban marketing, khu vực Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì những thông tin khác như là tên đệm này, vị trí này, rồi giới tính, ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ, email công việc vân vân thì chúng ta thêm ở phần này. Sau đó mình nhấn confirm để xác nhận. Vậy là mình vừa thêm thông tin của mình ở trên phần mềm thành công rồi. Và đây là phần mềm sẽ tự động đồng bộ dữ liệu. Giờ thì mình sẽ kiểm tra xem ở trên thiết bị chấm công là cái thông tin của mình đã được add thành công hay chưa ha. Để xem thông tin của mình đã có ở trên thiết bị hay chưa thì mình vào mục ba gạch này. Và người sử dụng. Tất cả người sử dụng. Vậy là thông tin của mình đã được hiển thị ở trên thiết bị rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành vào bên trong để đăng ký vân tay hay là khuôn mặt. Với tình hình dịch bệnh Covid phức tạp như hiện nay thì Zacateco đã kịp thời bổ sung thêm module phát hiện thân nhiệt và khẩu trang. Vì thế bây giờ mình sẽ đăng ký khuôn mặt và khẩu trang luôn ha. Vậy là mình vừa đăng ký khuôn mặt thành công. Mọi người có thể thấy khuôn mặt đã được hiển thị ở đây rồi. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại trên phần mềm xem là khuôn mặt của mình đã được hiển thị ở trên đây hay chưa. Vào bên trong này để kiểm tra, chúng ta vào mục device set setting này ha. Vậy là hình ảnh khuôn mặt của mình vừa đăng ký đã được hiển thị rồi. Thì cái hình ảnh này nó sẽ khác với cái hình ảnh ở trên. Hình ảnh ở trên chính là hình ảnh người sử dụng hay còn gọi là avatar của mình á. Thì bây giờ mình sẽ đăng ký ảnh người dùng của mình luôn. Và sau này khi mà check in hoặc là check out thì thiết bị sẽ luôn hiển thị ảnh người dùng này ha. Mình tiếp tục vào bên trong chỉnh sửa. Vào ảnh người dùng để đăng ký ha. Mình vừa chụp ảnh thành công. Và bây giờ chúng ta sẽ xem ảnh đại diện của mình đã được hiển thị ở trên phần mềm hay chưa. Chúng ta đợi một vài giây để dữ liệu được tải lên ha. Vậy là ảnh đại diện của mình, ảnh người dùng của mình đã được hiển thị ở trên đây rồi. Vậy là mình vừa hướng dẫn xong cắt thêm nhân viên mới từ trên phần mềm. Thao tác tiếp theo thì mình sẽ thử xóa thông tin của mình đi ha. Điều này có nghĩa là những cái dữ liệu ở trên máy chống công cũng sẽ được tự động xóa luôn. Đó, mọi người thấy là dữ liệu bây giờ đã trống hoàn toàn. Và bây giờ mình sẽ tiến hành đăng ký lại nhân viên, đăng ký lại thông tin của mình từ trên thiết bị. Và dữ liệu từ thiết bị này sẽ được hiển thị ở trên phần mềm ha. Để đăng ký nhân viên mới thì mình sẽ vào người sử dụng mới. Sẽ tiến hành nhập tên. Ok, hai lần. Nãy mình đã đăng ký khuôn mặt rồi. Thì bây giờ mình sẽ đăng ký vân tay ha. Vậy là thông tin của mình, tên cũng như là vân tay đã được hiển thị ở trên thiết bị rồi. Và bây giờ mình sẽ tiến hành là kiểm tra xem thông tin đã được hiển thị ở trên phần mềm chưa ha. Chúng ta sẽ load lại trang. Vậy là thông tin của mình đã được đồng bộ cũng như là hiển thị ở trên phần mềm rồi. Và lúc này mình sẽ tiến hành vào bên trong để mà chia lại phòng ban và khu vực cho nhân viên của mình là xong ha. Vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn các thao tác thêm cũng như là đăng ký nhân viên mới từ trên phần mềm và trên thiết bị.